Dạ vâng, hiện tại thì cũng đã là 9:30 rồi ạ. Thì lời đầu tiên em xin phép thay mặt cho CNTP Shop và hãng công nghệ Cisco trân trọng chào đón quý anh chị khách hàng đối tác đã dành thời gian tham dự buổi hội thảo với chủ đề Realizing the Power of Wi-Fi 6E buổi sáng ngày hôm nay ạ. Buổi hội thảo được tổ chức dành riêng cho khu vực miền Nam, do đó là lượng thành viên và ban tổ chức chức duyệt khá là ít, có thể tập trung lắng nghe thắc mắc và giải đáp tận tình cho tất cả các thành viên ở đây ạ. Cho tất cả các anh chị, thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta rất là hân hạnh chào đón sự có mặt của đại diện đến từ hãng công nghệ Cisco. Thu Trang xin phép mời anh Mai Tiến Đạt, đại diện của Cisco Việt Nam, có đôi lời giới thiệu đến quý anh chị ạ. Xin mời anh. Trang, xin phép là em được gửi lời chào là đầu tiên là em xin phép là gửi lời chào đến quý anh chị khách hàng và đối tác đã tham dự buổi giảng ngày hôm nay. Và thay mặt Cisco Việt Nam, em cũng xin gửi lời chào, lời cảm ơn chân thành nhất đến quý anh chị khách hàng đã cùng tham gia với công nghệ thông tin shop cũng như Cisco. Thực một điều nữa là rất cảm ơn về công nghệ thông tin shop vì đã luôn tin tưởng và đồng hành và đưa Cisco đến tất cả quý khách hàng. Một ngày hôm nay thì một lần nữa may mắn khi mình được tiếp tục đồng hành cùng với công ty shop để chia sẻ những giải pháp, những sản phẩm tốt nhất của Cisco đến quý anh chị khách hàng. Trong đó thì hiện tại đặc biệt là khi Cisco đang làm rất mạnh về phía networking thì có một phần giải pháp là giải pháp Wi-Fi. Wi-Fi ở thời điểm hiện tại thì đã có nhiều thay đổi và phát triển không ngừng. Và Cisco thì luôn tin tưởng rằng là chất lượng sản phẩm sẽ làm nên thương hiệu. Do đó thì chúng tôi vẫn đang tập trung vào cải thiện các thiết bị hỗ trợ tốt nhất cho hệ thống Wi-Fi 6 và Wi-Fi 6E ở thời điểm hiện tại cho khách hàng để đảm bảo ổn định với năng lực tương xứng cũng như mức giá đưa ra. Trong buổi hội thảo ngày hôm nay thì tôi cũng rất mong muốn phía công nghệ Twinsoft có thể giúp Cisco lan tỏa, truyền tải tốt nhất những thông điệp đó đến tất cả quý anh chị khách hàng đã tham gia buổi hội thảo cũng như đã đồng hành, đã tin tưởng Cisco và công nghệ Twinsoft. Thực ra thì cũng không còn cái gì để tự hào hơn một lần nữa là phía công nghệ Twinsoft đã luôn 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 tin tưởng Cisco và tổ chức những buổi thảo rất ý nghĩa tới quý đối tác, quý anh chị. Rất cảm ơn công nghệ Twinsoft cũng như các anh chị đã bớt thời gian tham gia. Chúc cho buổi hội thảo chúng ta ngày hôm nay thật nhiều kiến thức bổ ích cũng như là qua đây chúng ta sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh hơn cho tất cả các đối tác, khách hàng luôn đồng hành Cisco cũng như công nghệ Twinsoft. Mình xin chân thành cảm ơn phía công nghệ Twinsoft và xin cho em chúng ta có thể bắt đầu buổi hội thảo thật là đầy năng lượng. Dạ vâng ạ, em cảm ơn phần giới thiệu của anh Đạt. Trước khi vào cái chương trình chính thức thì em xin phép điểm qua những nội dung chính mà chúng ta sẽ cùng nhau trải qua trong buổi sáng ngày hôm nay. Nội dung đầu tiên đó là phần giải pháp về Wi-Fi 6, 6E, lợi ích và use case của chúng. Tiếp theo đó là phần demo giao diện của Cisco Catalyst 9800 series controller và EWC. Cả hai phần nội dung thì đều được trình bày bởi anh Phan Ánh Ngọc. Sau cái phần nội dung chính thì chúng ta sẽ thực hiện điền feedback form đến với phần hỏi đáp với các chuyên gia của CNTP Shop và Cisco. Cuối buổi hội thảo thì chúng ta sẽ có phần mini game quay số trúng thưởng Lucky Draw với rất là nhiều phần quà hấp dẫn. Em xin phép được bật mí đó là mini game của chúng ta sẽ chơi đó là Kahoot, rất là quen thuộc ạ. Bao gồm những cái câu hỏi nằm trong phần nội dung chia sẻ mà anh Ngọc sẽ trình bày sau đây. Quà tặng sẽ dành cho ba anh chị đạt được số điểm cao nhất. Hy vọng rằng là các anh chị có thể tập trung hết sức để có thể giành được thật là nhiều quà. Sau khi kết thúc mini game thì chúng ta sẽ có lucky draw quay số trúng thưởng dành cho những ai mà đã điền feedback form và tham gia hội thảo trên 40 phút ạ. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính thì em có một vài lưu ý như sau. Đó là các anh chị vui lòng tắt camera của mình trong quá trình diễn ra hội thảo để đảm bảo đường truyền chung cho buổi hội thảo. Nếu mà các anh chị có bất kỳ câu hỏi nào cho ban tổ chức thì các anh chị hãy gửi vào cái phần Q&A, sẽ có cái bên kỹ thuật họ giải đáp cho mình.
Các anh chị có thể bật cái phần Q&A của chúng ta lên ở phần ba chấm nhỏ nhỏ ở góc dưới màn hình ạ. Trong quá trình diễn ra hội thảo thì các anh chị có thể tham gia thảo luận cùng với lại CNTT Shop và Cisco tại bộ phận chat, hoặc cũng có thể nhờ bộ phận kỹ thuật hỗ trợ kịp thời trong cái phần chat ạ. Thì không để các anh chị chờ lâu thêm nữa, chúng ta bắt đầu đi vào nội dung chính của buổi hội thảo được trình bày bởi anh Phanh, anh Ngọc. Các anh chị đã sẵn sàng chưa ạ? Xin mời anh Phan Đình Ngọc ạ. Ok, cảm ơn Trang. Em xin Em xin chào tất chào cả tất các cả anh các anh chị. chị. Em là Ngọc và sau đây thì em xin phép trình bày về nội dung Wi-Fi 6 và 6E của Cisco. Không biết là anh chị đã nghe được rõ tiếng của em chưa ạ? Vâng, anh chị đợi một lát để em share cái màn hình slide nhé. Rồi anh chị đã nhìn được màn hình và nghe được tiếng của em rõ chưa ạ? Để chúng ta bắt đầu luôn ạ. Ok, thì chắc hẳn là ít nhiều gì thì các anh chị đều đã nghe nói đến Wi-Fi 6 rồi đúng không ạ? Vậy thì điều gì làm cho Wi-Fi 6 trở nên thực sự là khác biệt so với những cái thế hệ Wi-Fi cũ và chúng ta nên sử dụng Wi-Fi 6? Một trong những cái lợi ích nổi bật nhất đó là Wi-Fi 6 sẽ truyền nhanh hơn, tốt hơn với nhiều thiết bị cần dữ liệu đồng thời và ưu tiên lưu lượng truy cập trên các thiết bị kết nối Wi-Fi một cách hiệu quả hơn. Kèm theo đó nữa là cái khả năng ưu tiên lưu lượng truy cập trên các thiết bị kết nối Wi-Fi một cách hiệu quả. Vậy thì Wi-Fi 6 và 6E là gì ạ? Wi-Fi 6 thì nó sẽ là một cái bản nâng cấp đáng kể hơn so với lại Wi-Fi 5 và những cái thế hệ trước. Thì những cái lợi ích mà có thể thấy đó là Wi-Fi 6 đem đến những cái hiệu suất cao hơn, độ trễ thấp hơn, tốc độ dữ liệu nhanh hơn và giúp giảm tắc nghẽn cho mạng của chúng ta. Kèm theo đó là với những cái tính năng như là OFDMA thì Wi-Fi 6 có thể phục vụ tốt hơn cái nhu cầu đa dạng của các thiết bị IoT. Còn Wi-Fi 6E thì nó không phải là một tiêu chuẩn mới mà nó là cái phần mở rộng của Wi-Fi 6 với việc là sử dụng thêm băng tần 6 GHz. Thì Wi-Fi 6E sẽ rất là lý tưởng để mà cung cấp một cái lượng dữ liệu cao trong cái khoảng cách ngắn hơn, phù hợp cho những cái ứng dụng phát trực tuyến HD, 4K, 8K hoặc là trải nghiệm VR, AR, vân vân. Anh chị có thể hình dung là Wi-Fi 6E nó giống như là một làn đường 6 GHz mới ấy, rộng hơn và được thêm vào cái đường cao tốc Wi-Fi hai làn trước đây là 2,4 GHz và 5 GHz. Và Wi-Fi 6E thì được thừa hưởng tất cả những cái ưu điểm của Wi-Fi 6. Ok, tiếp theo thì em xin phép giới thiệu nhanh về những cái công nghệ ở trên Wi-Fi 6 cũng như là 6E. Đầu tiên phải kể đến đó là OFDMA. Thì đây về bản chất là công nghệ OFDM ở trên Wi-Fi 5, nhưng mà nó hỗ trợ đồng thời nhiều thiết bị. Tức là Wi-Fi mà sử dụng OFDMA thì nó sẽ có khả năng truyền dữ liệu đồng thời tới nhiều thiết bị, thay vì là chỉ một thiết bị tại một thời điểm như là OFDM ở trên Wi-Fi 5. Nhờ đó thì nó sẽ giúp giảm độ trễ, giảm cái sự tắc nghẽn mạng và giải quyết tốt cái bài toán về băng thông tại những môi trường có mật độ cao. Kế tiếp là công nghệ điều chế 1024 QAM. Thì hiểu một cách đơn giản thì cái mức QAM cao hơn thì nó sẽ làm tăng thông lượng ở trong các thiết bị không dây. Do vậy thì 1024 QAM ở trên Wi-Fi 6 nó sẽ giúp tăng tới 25% tốc độ dữ liệu tổng hợp so với lại công nghệ 256 QAM trên Wi-Fi 5. Và cái tốc độ Wi-Fi mà nhanh hơn thì nó sẽ mang lại cho chúng ta cái trải nghiệm về giải trí cũng như là về công việc tốt hơn. Tiếp theo nữa là công nghệ DSS Coloring. Đây là một cái công nghệ mà nó tập trung chủ yếu vào việc đó là giảm nhiễu đồng kênh. Thì anh chị nhìn vào hình vẽ thì sẽ thấy là các AP trên cùng một kênh sẽ không gây nhiễu cho nhau khi mà các kênh của chúng được tô màu khác nhau. Điều đó thì giúp cho là AP có thể giảm được nhiễu đồng kênh cũng như là tối ưu cái tốc độ truyền dẫn. Nhờ vậy thì công nghệ này sẽ rất là hữu ích tại những cái khu vực mà triển khai AP dày đặc. Tiếp đến nữa là một công nghệ MoMIMO 8x8. Sang đến Wi-Fi 6 thì MoMIMO đã tăng gấp đôi số lượng kết nối đồng thời so với lại Wi-Fi 5. Nó chỉ có MoMIMO 4x4 thôi.
Nhìn vào hình vẽ này thì anh chị sẽ thấy là nếu mà so sánh MoMeMo giống như cái đường cao tốc ấy thì Wi-Fi 5 trở về Wi-Fi 5 nó chỉ có 4 cái làn đường này thôi này. Nhưng mà sang đến Wi-Fi 6 thì nó đã nâng lên tận 8 làn đường, rất là khủng khiếp. Như vậy thì chúng ta sẽ có thông lượng cao hơn, mạng được giảm tắc nghẽn và nó sẽ đáp ứng tốt cái bài toán về băng thông cho nhiều client sử dụng đồng thời và những cái ứng dụng mà ngốn rất là nhiều băng thông như là VR, AR hay là video 4K, 8K vân vân. Tiếp đến nữa là một cái công nghệ rất là tuyệt vời giúp tiết kiệm năng lượng cũng như là tuổi thọ pin cho các thiết bị IoT, đó là TWT, viết tắt của Target Quick Time. Nhờ vào cái khả năng mà lập lịch giao tiếp hiệu quả với lại radio wifi của client, nó chỉ kích hoạt khi cần thôi. Nhờ vậy thì nó sẽ mất ít năng lượng cũng như là thời gian hơn để mà tìm kiếm tín hiệu không dây. Do vậy thì nó sẽ có thể là tăng tuổi thọ pin cũng như là tiết kiệm được cái pin cho những cái thiết bị IoT này. Nhìn vào cái hình vẽ này thì anh chị sẽ thấy rất là rõ này. Khi mà chưa có TWT ấy với Wi-Fi 4 hay là Wi-Fi 5 thì cái radio Wi-Fi này nó luôn ở trong trạng thái kích hoạt để mà chờ đến lượt mình được giao tiếp với lại AP. Đó, nhưng mà khi sang đến Wi-Fi 6 thì cái radio Wi-Fi này nó chỉ kích hoạt một lần khi cần thôi, khi đến lịch giao tiếp với AP này. Còn trong tất cả những cái thời gian còn lại thì nó sẽ ở trạng thái ngủ. Nhờ vậy mà nó tiết kiệm được rất là nhiều pin so với khi mà chưa có TWT. Ok, tiếp theo là công nghệ bảo mật Wi-Fi Protected Access 3 hay còn viết tắt là WPA3. Nếu như mà anh chị quan tâm thì sẽ biết là vào năm 2017 đã từng xảy ra rất là nhiều cuộc tấn công mạng nghiêm trọng bằng cách sử dụng Carrack nhằm vào các cái lỗ hổng bảo mật ở trên tiêu chuẩn WPA2. Theo đó thì hacker có thể lợi dụng để lấy cắp số thẻ tín dụng, mật khẩu cũng như là những cái cuộc trò chuyện riêng tư, rất là nguy hiểm. Và điều nguy hiểm hơn đấy là những cái công cụ này thì được public ngay trên Internet, giúp cả những cái người mà không chuyên ấy có thể phá được password trên WPA2 rất là dễ dàng, ngay cả khi cái password đấy nó có khó đến đâu. Do đó thì WPA3 bắt buộc phải ra đời để mà giải quyết cái tình trạng này. Nhờ vào cái khả năng gia tăng bảo mật cho mật khẩu thông qua hệ thống trao đổi key Dragonfly hay còn gọi là SAI hoặc là xác thực đồng thời. Nó là một cái kiểu xác thực bổ sung đi cùng với lại password chứ không phải là thay thế cho password. Do vậy thì chúng ta sẽ có hai lớp bảo mật song song rất là mạnh mẽ. Điều này sẽ giúp cho mật khẩu khó bị bẻ khóa hơn bằng việc sử dụng cái phương pháp tinh vi hơn để mà kết nối với lại mạng Wi-Fi. Cái lớp bảo mật bổ sung này nó kết hợp với khả năng mã hóa mạnh hơn lên đến 192 bit thì mang đến cho Wi-Fi 6 và 6E cái khả năng bảo mật mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Và một cái điều rất là tuyệt vời đấy là những cái tính năng này thì nó không làm ảnh hưởng đến cái trải nghiệm người dùng. Người dùng vẫn có thể kết nối và sử dụng Wi-Fi liền mạch giống như là các thế hệ Wi-Fi trước. Ok, tiếp theo là công nghệ location tracking, ứng dụng chủ yếu trong IoT trong cái việc là định vị cũng như là theo dõi tài sản. Công nghệ này thì sẽ giúp những cái doanh nghiệp và tổ chức quản lý tài sản tốt hơn. Nó có rất là nhiều ứng dụng thiết thực. Em lấy ví dụ như ở trong bệnh viện ấy, trường hợp mà bệnh nhân đang cần cấp cứu gấp, phải cần dùng máy thở gấp đúng không ạ? Nếu mà có cái công nghệ này thì bác sĩ có thể check ngay được là cái máy thở đấy nó đang ở đâu và tình trạng hoạt động như thế nào để mà cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân. Tránh trích cái trường hợp là bệnh nhân tèo mất rồi mà chưa tìm thấy máy thở thì rất là tệ hại đúng không ạ? Ok, tiếp theo thì là công nghệ beamforming. Đây thì không phải là công nghệ mới đâu, nó có ở trên Wi-Fi 5 rồi. Tuy nhiên thì sang đến Wi-Fi 6 và 6E nó đã được cải tiến để đạt được cái tốc độ cao hơn. Cái phương pháp truyền dữ liệu của beamforming thì nó cũng dễ thôi. Thay vì là truyền dữ liệu theo mọi hướng ra xung quanh như thế này, thì AP nó sẽ phát hiện ra những cái thiết bị mà đang yêu cầu dữ liệu như là máy tính hay là laptop của chúng máy tính, laptop hay là điện thoại của chúng ta. Và theo đó thì nó sẽ truyền một cái luồng dữ liệu cục bộ tới theo đúng cái hướng này. Nhờ đó thì nó sẽ đạt được cái tốc độ truyền tải cao hơn cũng như là tránh lãng phí băng thông và mang lại cái trải nghiệm rất là tốt cho người dùng. Cuối cùng là một cái phần liên quan đến băng tần 6 GHz ở trên Wi-Fi 6E. Thì cái băng tần 6 GHz này nó sẽ giúp tăng tới 4 lần lượng phổ tần có sẵn. Đây ạ, rất là rộng so với lại cái băng tần 2.4 GHz cũng như là 5 GHz trước đây. Thì băng tần 6 GHz này nó sẽ giúp là cái AP của chúng ta có thể tăng thông lượng cho mạng, giảm nhiễu kênh và giảm độ trễ, nó chỉ còn dưới 1 phần nghìn giây thôi. Và băng tần này cũng mang đến cho Wi-Fi 6 cũng như là Wi-Fi 6E cái tốc độ thực tế 1 đến 2 gigabit per second cao nhất từ trước đến nay.
Với tất cả những cái lợi ích tuyệt vời như thế này thì anh chị đã muốn nâng cấp mạng của mình lên Wi-Fi 6 hay là chưa? Ở đây không biết là có ai đã dùng Wi-Fi 6 chưa? Và hiện tại thì những cái thiết bị đời mới, điện thoại đời mới như là iPhone hay là của Samsung thì cũng đã hỗ trợ Wi-Fi 6 rồi. Cho nên là nếu mà chúng ta nâng cấp cái mạng của mình lên Wi-Fi 6 ấy, thì chúng ta sẽ đạt được những cái trải nghiệm rất là tốt. Nó về về thông lượng này, về tốc độ cũng như là hiệu suất rất là tốt. Đặc biệt là khi mà chúng ta ở trong những cái doanh nghiệp hoặc những cái đơn vị mà có mật độ sử dụng Wi-Fi cao ấy, thì nâng cấp lên Wi-Fi 6 sẽ rất là tốt. Ok, tiếp theo thì chúng ta chuyển sang một cái phần rất là quan trọng của ngày hôm nay. Có thể nói là quan trọng nhất đấy ạ. Thế thì tại sao chúng ta nên chọn Wi-Fi 6 và 6E của Cisco? Thì chắc hẳn là anh chị cũng biết rồi, Cisco là hãng công nghệ hàng đầu thế giới về network. Do vậy mà lựa chọn cái thiết bị của Cisco thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm cũng như là cái dịch vụ support của hãng. Các cái giải pháp Wi-Fi 6 và 6E của Cisco thì cung cấp rất là nhiều cải tiến cả về phần cứng lẫn phần mềm, giúp người dùng có cái trải nghiệm Wi-Fi tốt nhất. Và về cơ bản thì Wi-Fi 6 và 6E của Cisco nó cũng bao gồm tất cả những cái lợi ích mà em vừa mới trình bày ở trên. Nó liên quan đến cái phần về hiệu suất, về băng thông, về cái khả năng giảm độ trễ cho mạng và những cái tính năng nâng cao khác. Cái điểm khác biệt chính ở đây đó là Cisco sẽ sử dụng cái chip ASIC này cho công nghệ Clean Air và DFS để mà giảm thiểu cái tác động nhiễu của những cái sóng môi trường xung quanh. Nhờ đó thì tối ưu hiệu suất và tốc độ của Wi-Fi. Cái chip này nó cũng sử dụng cho công nghệ WIPS này để mà phát hiện những cái mối đe dọa ở trong mạng, giúp bảo vệ mạng tốt hơn. Ngoài ra thì Cisco cũng tích hợp cái công nghệ đó là Application Visibility and Control này. Nó tương tự như WIPS ấy, nhưng mà nó có thể phát hiện ra các mối đe dọa một cách nhanh hơn, nhờ đó thì bảo vệ mạng tốt hơn. Và để trải nghiệm người dùng đạt được tốt nhất thì Cisco cũng đã hợp tác với cả Apple và Samsung để mà nghiên cứu thiết bị của những hai cái hãng công nghệ lớn này để phân tích và giúp tối ưu cái kết nối của những cái thiết bị của hai hãng này với lại Wi-Fi Cisco. Tiếp theo là một cái công nghệ độc quyền của Cisco, đó là Flexible Radio Assignment. Công nghệ này thì nó sẽ giúp đó là nó chuyển đổi băng tần 2.4 GHz thành 5 GHz. Tức là lúc này Wi-Fi sẽ có thể hoạt động ở cả hai băng tần 5 GHz để mà phục vụ nhiều máy khách trên băng tần 5 GHz hơn. Rất là tiện lợi ạ. Và cuối cùng là một cái công nghệ rất tuyệt vời, đó là Open Roaming. Thay vì là hỗ trợ roaming giữa các Wi-Fi như thông thường thì cái công nghệ này nó sẽ hỗ trợ chuyển đổi liền mạch giữa mạng Wi-Fi sang mạng 4G hay là LTE. Anh chị hình dung là ví dụ chúng ta đang xem YouTube ở trên điện thoại trong văn phòng ấy, nhưng mà khi bước ra đến ngoài đường thì cái video đấy nó vẫn chạy bình thường mà nó không bị giật lag hay là nó không bị quay. Đó chính là nhờ cái công nghệ này. Rất là tiện lợi đúng không ạ? Ok, tiếp theo thì em xin chuyển sang cái phần giới thiệu những cái mã sản phẩm Wi-Fi 6 và 6E hiện có của Cisco. Đầu tiên đó là những cái mã Wi-Fi 6. Thì anh chị có thể nhìn vào cái bảng này. Wi-Fi 6 của Cisco nó có đầy đủ những cái mã mà hỗ trợ cái dòng indoor đến outdoor. Anten thì là internal hoặc là stadium rất là linh hoạt. MoMeMo hỗ trợ tối đa là 8x8. Tốc độ dữ liệu tổng hợp lên đến 5,38 Gbps rất là cao. Và khi mà dùng với lại cái giải pháp quản trị EWC ấy, thì nó có thể hỗ trợ đồng thời tối đa lên đến 100 AP cũng như là 2000 client. Về cái phần EWC này thì nếu mà anh chị chưa biết thì nó là một cái giải pháp quản trị mà chúng ta không cần sử dụng controller mà có thể dùng ngay những cái con AP này để làm AP quản trị tất cả những cái AP còn lại ở trong mạng. Và nó cũng có cơ chế chạy dự phòng, đó là một con làm controller chính và một con làm standby để dự phòng trong trường hợp cái con chính bị down. Ok, tiếp theo thì sang đến cái phần những cái mã Wi-Fi 6E. Thì hiện tại thì có 4 mã Wi-Fi 6E của Cisco, nó đều là dòng indoor và hỗ trợ anten internal. MoMeMo cũng hỗ trợ là tối đa 8x8 nhưng mà nó rất là linh hoạt cho nhiều băng tần khác nhau. Ví dụ cái con C9136 này thì nó hỗ trợ MoMeMo 8x8 cho băng tần 5 GHz. Nhưng mà hai băng tần còn lại thì nó sẽ hỗ trợ MoMeMo 4x4. Trong khi đó thì con C9162 này nó sẽ hỗ trợ MoMeMo 4x4 cho hai băng tần là 5 và 6 GHz.
trong khi băng tần 2.4 GHz nó sẽ hỗ trợ là MoMIMO 2x2. Thì tùy thuộc vào nhu cầu thực tế mà chúng ta sử dụng hoặc là triển khai cho khách hàng, và chúng ta sẽ lựa chọn những cái mã này cho nó phù hợp. Đó, tốc độ tổng hợp của Wi-Fi 6E thì nó cao nhất lên đến 10,2 Gbps, cao nhất từ trước đến nay đó ạ. Và với những cái khả năng chịu tải tối đa lên đến 1.200 client. Giao diện kết nối thì cung cấp những cái cổng tốc độ tối đa lên đến 5 Gbps, rất là cao ạ. Và một cái điều tuyệt vời đó là những cái mã Wi-Fi 6E của Cisco, C9162, C9164, C9166 thì hiện nay đã có thể quản trị trên cloud của Meraki. Điều này sẽ giúp cho chúng ta có thể quản trị thống nhất cả Wi-Fi Meraki và Cisco trên cùng một nền tảng cloud, rất là tiện lợi ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chuyển sang phần yêu cây dự án. Đầu tiên đó là cây số 1 liên quan đến những cái resort hay là khách sạn hay là sân bay. Thì đặc điểm của những cái khu vực này đó là nó sẽ tập trung rất là đông người tại một thời điểm. Do vậy mà cái nhu cầu về băng thông là rất lớn. Đồng thời cái trải nghiệm người dùng nó cũng phải được đảm bảo. Anh chị cứ hình dung là chúng ta bước chân vào một cái resort, cái nhà hàng hay là khách sạn nào đấy sang trọng lắm, nhưng mà wifi lởm, đất Facebook hay là YouTube cũng không nổi thì có khó chịu không ạ? Rất là khó chịu. Do vậy thì Wi-Fi 6 và 6E sẽ cực kỳ cần thiết để mà sử dụng tại những cái đơn vị này. Chứ nếu mà chỉ vì Wi-Fi lở mà khách hàng không quay lại thì thiệt hại rất là lớn, đúng không ạ? Ok, và để mà chọn những cái mã Wi-Fi phù hợp cho cái cây số 1 này thì chúng ta tùy thuộc vào tình hình thực tế thôi. Ví dụ như ở tại những cái khu vực phòng ở ấy, nhu cầu sử dụng bình thường thôi thì có thể chọn cái mã nhỏ thôi là C9105. Nhưng mà ở những cái khu vực ngoài trời như ở bể bơi chẳng hạn thì chúng ta cần chọn những cái mã có băng thông cao hơn như là C9115, C9120. Đó, hoặc tại những cái phòng sự kiện tiệc cưới mà tập trung rất là đông người sử dụng wifi đồng thời thì chúng ta cần lựa chọn những cái mã như là C9120, C9130 để nó đáp ứng tốt về cái nhu cầu băng thông. Sang đến cây số 2 nó liên quan đến những cái nhà máy, bệnh viện hay là xưởng sản xuất thì thực tế ấy, đối với ví dụ như là cái bệnh viện ấy, thì việc chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh cũng đã được áp dụng rất là nhiều. Chúng ta có thể thấy là các cái dữ liệu X quang hoặc là ảnh chụp MRI ngày nay đã được lưu trữ trên các ứng dụng online, giúp cho người bệnh và bác sĩ có thể xem bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Do vậy nên là hầu hết các bệnh viện sẽ không in những cái phim X quang hay là ảnh chụp MRI ngày trước nữa. Nhưng mà thường thì những cái phim hay là ảnh chụp này nó sẽ yêu cầu độ nét cực kỳ cao. Do vậy thì đi kèm theo đó cũng đòi hỏi cái dung lượng mà truyền qua mạng là rất lớn. Đó, thì đặt ra yêu cầu là việc sử dụng cái hệ thống Wi-Fi 6 và 6E rất là cần thiết tại những cái bệnh viện như thế này. Và để lựa chọn những cái mã Wi-Fi cho cái dây số 2 này thì chúng ta cần chọn những cái mã băng thông cao, hỗ trợ MoMIMO nhiều radio và nhiều radio stream như là C9120, C9130. Và chúng ta có thể dùng kèm controller C9008 nếu mà quản trị nhiều hơn 70 AP. Cái phần này thì lát nữa em cũng sẽ nói sâu hơn nhé. Rồi sang đến cây số 3 thì nó liên quan đến những cái hệ thống bán lẻ như là WinMax cộng hay là Circle K. Thì đặc điểm của những cái hệ thống này thì nó phổ biến nhất đó là cái việc thanh toán cho khách hàng. Với những cái khu mua sắm đông người như là WinMax cộng hay Circle K thì việc mà để khách hàng phải xếp hàng dài cổ ra mà chờ đợi đến lượt mình thanh toán ấy thì rất là khó chịu, đúng không ạ? Do vậy thì cái việc kết nối mạng nhanh chóng để giúp thu ngân có thể rút ngắn cái thời gian thanh toán thì nó sẽ mang lại cái trải nghiệm happy hơn cho khách hàng. Để chọn những cái mã Wi-Fi 6 cho cái những cái hệ thống bán lẻ này thì chúng ta có thể phụ thuộc vào cái diện tích cũng như là cái số lượng người mua sắm tại tại một thời điểm. Ví dụ như mà diện tích nhỏ hay là người mua sắm ít thì có thể chọn những cái mã nhỏ thôi như là C9105. Ngược lại thì diện tích lớn và nhiều người mua sắm cùng lúc thì sẽ cần chọn những cái mã băng thông cao hơn như là C9115 hay C9120. Ok ạ, tiếp theo thì em xin chuyển sang cái phần yêu cây về việc là nâng cấp hệ thống mạng lên Wi-Fi 6. Cây số 1 nó liên quan đến doanh nghiệp có nhu cầu set up mới hệ thống có số lượng Wi-Fi ít và có thể quản trị tập trung để mà tiết kiệm. Thì khi đó thì chúng ta sẽ có thể lựa chọn cái giải pháp là dùng hai thiết bị PWC, trong đó một con làm active và một con làm standby dự phòng. Ví dụ như là chúng ta dùng khoảng 20 đến 30 AP
thì lúc này chỉ cần chọn hai AP nhỏ thôi, ví dụ là C9105 hoặc C9115 làm controller. Các mã còn lại thì lựa chọn tùy theo nhu cầu sử dụng thực tế của chúng ta. Tiếp theo thì mạng mà có quy mô khoảng 60 đến 70 AP thì lúc này chúng ta cần chọn hai AP cao hơn như là C9120 và C9130 để mà làm controller. Và các cái mã còn lại thì chúng ta cũng lựa chọn tùy theo cái nhu cầu sử dụng thực tế. Ưu điểm của cái phương án này đó là chúng ta sẽ không tốn bất kỳ chi phí nào để mà mua license hay là controller cứng. Chỉ cần mua wifi là chúng ta đã có một cái hệ thống hoàn chỉnh, có dự phòng backup luôn, rất là tiện lợi ạ. Cái giải pháp EWC này thì nó cũng không có hạn chế nào nhiều so với lại controller cứng Catalyst C9008. Nó chỉ khác nhau về cái performance thôi. Và trước kia thì chúng ta hay nghĩ rằng là để đầu tư một cái hệ thống wifi của Cisco sẽ cần ngân sách rất là lớn, từ chi phí license này, wifi cho đến controller, vì là hãng hàng đầu thế giới mà, đúng không ạ? Tuy nhiên thì với EWC thì hoàn toàn ngược lại, chúng ta có thể sử dụng Wi-Fi 6 của Cisco với một cái mức giá rất là hợp lý. Tuy nhiên thì chúng ta hoàn toàn có thể mua thêm controller C9008 nếu như mà còn ngân sách. Đừng hay dạy nhà giàu cách tiêu tiền, đúng không ạ? Đó, thì dùng cái controller C9008 này thì chúng ta sẽ có thể quản trị chuyên sâu hơn, cũng như là nó tối ưu cho cái việc dự phòng sau này khi mà chúng ta cần mở rộng mạng, lúc đó sẽ không cần phải đi mất công đi mua thêm nữa. Ok, sang đến case số 2, nó liên quan đến cái doanh nghiệp mà có nhu cầu quản trị chuyên sâu, cũng là như là tăng cái khả năng mở rộng mạng. Đầu tiên thì để quản trị chuyên sâu thì chúng ta cần chọn controller C9008 và cho nó chạy cái cơ chế HA để dự phòng. Còn lại thì có thể chọn những cái mã Wi-Fi 6 khác như là C9105, C9115 tùy vào nhu cầu thực tế, và không thể thiếu đó là license bắt buộc E trừ DNA trừ E. Đó, còn trường hợp mà chúng ta muốn mở rộng mạng ấy thì khi đó thì trong mạng đang có lẫn lộn những cái mã Wi-Fi cũ và đang chạy cái chế độ standalone. Mỗi AP là một SSID, một authentication và một cấu hình riêng có quản trị tập trung. Cái giải pháp khi này đó là chúng ta sẽ dùng một cái thiết bị EWC chính. Ở đây thì có những cái dòng là 1600, 2600 là không hỗ trợ EWC, còn những dòng khác thì đều hỗ trợ. Do đó thì chúng ta có thể thay thế các mã AP dòng 1600, 2600 bằng các cái mã Wi-Fi 6 khác tùy vào nhu cầu thực tế. Và tiếp theo thì update OS của những cái mã Wi-Fi cũ để mà dùng với lại EWC, tiết kiệm chi phí. Ok, sang đến case số 3 thì nó liên quan đến doanh nghiệp đang có nhu cầu mở rộng mạng với quy mô rất là lớn nhưng mà lại chưa đủ chi phí. Thì thực trạng đó là doanh nghiệp đang dùng khoảng 75 AP cũ với lại cái con controller 3504, 2504 này, và rất cần mở rộng mạng lên nữa nhưng mà không thể tăng số lượng AP nữa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái con controller cũ này nó chỉ hỗ trợ tối đa khoảng 75 AP thôi. Khi đó thì giải pháp bắt buộc đó là chúng ta cần dùng controller C9008 để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng nhiều hơn 100 AP. Và khi mà cần mở rộng thêm những nhiều AP nữa thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái mã mà Wi-Fi 6 mới như là C9105, C9115, C9120, C9130 tùy nhu cầu, và tái sử dụng các cái AP cũ như là 1852, 2802 để tiết kiệm chi phí, trừ cái mã không hỗ trợ EWC và controller C9008 đó là 1600. Đó, thì trên đây là toàn bộ cái phần trình bày của em về nội dung Wi-Fi 6 và 6E của Cisco. Thì nếu như mà anh chị có những cái câu hỏi hay là thắc mắc nào thì anh chị cứ đặt ở trong cái phần Q&A ấy, thì bên em sẽ có chuyên gia giải đáp tất cả cho anh chị nhé. Tiếp theo thì em xin phép chuyển sang luôn cái phần demo qua cái giao diện của dashboard cũng như là giải pháp EWC và C9008. Thì anh chị đợi một chút, em đăng nhập vào cái trình quản trị của nó nhé.
Rồi ạ, anh chị nhìn được màn hình chưa ạ? Đây chính là cái giao diện dashboard của con controller C9800 đây. Thì Cisco đã thiết kế một cái giao diện rất là trực quan và dễ nhìn. Nhìn vào đây thì chúng ta có thể thấy ngay được tất cả những cái thông số liên quan đến mạng wireless LAN, số lượng AP ở trong mạng, số lượng client cũng như là những cái băng tần đang sử dụng. Và kéo sâu xuống một chút thì chúng ta có thể thấy những cái thông số về CPU hay là về RAM. Rất là dễ nhìn và trực quan ạ. Tiếp theo thì em sẽ recommend một số những cái tính năng mà anh chị nên sử dụng để cài đặt cho khách hàng hoặc là cho mạng của mình. Đầu tiên là mục wireless LAN. Đây, em sẽ kích vào wireless LAN ở đây cho anh chị xem nhé. Kích tiếp vào đây ạ. Đó, thì anh chị có thể thấy là nó xuất hiện cái băng tần 6 GHz như lúc nãy em có trình bày đúng không ạ? Nhưng mà nó đỏ ở đây là vì sao? Vì ở Việt Nam thì nó chưa hỗ trợ nên là chúng ta có thể tắt cái này đi nha anh chị nhé. Rồi, tiếp theo thì ở cái mục Security này. Chúng ta có thể thấy là Wi-Fi 6 của Cisco đã hỗ trợ cái tiêu chuẩn bảo mật WPA3 mà lúc nãy em đã trình bày rất là kỹ. Cái WPA3 này nó sẽ được mã hóa lên tới 192 bit rất là mạnh mẽ. Đồng thời theo đó là cái khả năng xác thực PCI để mà ngăn chặn những cái cuộc tấn công brute force và tấn công từ điển. Ngoài ra thì cái tính năng bảo vệ khung quản lý PMF cũng sẽ được bật cho tất cả các cái kết nối WPA3. Nhờ đó mà nó làm cho bảo mật với WPA3 an toàn hơn rất là nhiều so với lại cái WPA2. Tiếp theo thì ở mục này, trong cái mục Advanced này, chúng ta sẽ tìm thấy rất là nhiều cái tính năng nâng cao rất tiện lợi. Đầu tiên đó là cái tính năng IronNet IE này, là một tính năng độc quyền của Cisco, giúp các thiết bị của Cisco có thể kết nối và khắc phục sự cố tốt hơn. Tuy nhiên thì cái tính năng này nó có thể gây ra vấn đề kết nối cho một số thiết bị di động khác. Do vậy thì chúng ta nên dùng cho các mạng sử dụng cho IP phone của Cisco như là 8821 hoặc là 7925 thôi các anh chị nhé. Mọi người cũng có thể bật cái tính năng 802.11k này lên để mà nó tối ưu cho cái việc chuyển vùng. Đôi khi thì một số máy khách sẽ bị dính với AP ngay cả khi di chuyển sang vùng phủ sóng của một AP khác. Thì cái tiêu chuẩn 802.11k này nó sẽ giúp giải quyết rất là tốt cái vấn đề này. Chúng ta nên bật 802.11k với những cái mạng wireless LAN có băng tần kép. Khi đó thì điện thoại của chúng ta sẽ nhận được danh sách các kênh 2.4 và 5 GHz từ những cái AP lân cận và lựa chọn AP có cùng kênh, cùng băng tần với AP ban đầu để mà giảm cái thời gian chuyển kênh cũng như là tiết kiệm pin cho điện thoại của chúng ta. Một số lưu ý mà chị cần nhớ đấy là Cisco khuyến cáo không nên bật 802.11k ở trên những cái wireless LAN chỉ có một băng tần, đặc biệt là 5 GHz. Ngoài ra thì với một số thiết bị điện thoại cũ không hỗ trợ 802.11k thì nó có thể gây ra vấn đề về kết nối hoặc là thậm chí không kết nối được anh chị nhé. Tiếp theo thì cái tính năng Band Select này nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình quét ban đầu của thiết bị và hướng thiết bị đến việc ưu tiên sử dụng băng tần 5 GHz và trì hoãn cái phản hồi từ băng tần 2.4 GHz. Nói chung là với cái tính năng Band Select này thì nó sẽ ưu tiên cái băng tần 5 GHz khi mà máy khách của chúng ta ở trong vùng tín hiệu tốt. Tiếp theo thì một cái tính năng mà những cái người hay live stream thì nên bật, đó là Media Stream Multicast Direct này. Nó sẽ tối ưu cho cái việc là mục đích video stream để mà giảm cái tình trạng mất gói, tức là bị mất hình hay là mất tiếng khi live stream đó ạ. Tiếp theo trong cái mục Radio Config ở mục Network này. Với băng tần 2.4 em lấy ví dụ thì anh chị sẽ thấy ở đây có rất nhiều cái tốc độ như thế này, đúng không ạ? Đa số những cái thiết bị ngày nay thì đều hỗ trợ tốc độ chuẩn N trở lên. Sau đó thì anh chị sẽ nên tắt những cái mức dữ liệu thấp như là 1 hay là 2 hay là 5.5 hay là 11 megabit per second này đi. Chỉ trừ trường hợp mà chúng ta muốn tối ưu vùng phủ sóng thì mới nên bật tất cả các cái mức dữ liệu thấp nhất lên. Còn lại thì nếu mà muốn thiết kế một mạng có dung lượng cao thì nên tắt bớt những cái dung lượng thấp này đi. Và Cisco recommend đó là với mạng doanh nghiệp thông thường, chúng ta nên tắt các cái mức dữ liệu từ 6 đến 18 của băng tần 5 GHz và từ 1 đến 11 của băng tần 2.4 GHz.
Ở trong mục Radio Config này còn cái một cái mục rất là hay nữa, nó giúp tối ưu cho radio, đó là cái mục RRM này. Em lấy ví dụ với băng tần 5 GHz nhé. Thì anh chị có thể ở trong mục Coverage này này, anh chị có thể nhìn thấy những cái thông số về data và void, RSSI, threshold này. Thì cái công nghệ này, nó cái tính năng này nó sẽ có khả năng như thế nào? Đấy là nó sẽ ngăn các cái client ở dưới cái mức tín hiệu này kết nối đến mạng của chúng ta. Điều này rất là hữu ích khi mà trong cái việc là ép các cái client có mức tín hiệu yếu buộc phải tìm một AP ở gần và có mức tín hiệu tốt hơn để mà kết nối vào. Mục nữa mà chúng ta cần lưu ý đó là cái mục DCA này. Kéo xuống. Mục DCA này thì nó sẽ cho phép chúng ta set các cái kênh được sử dụng trong băng tần. Anh chị đợi em một chút. Sorry anh chị, hiện tại thì không biết nó đang lỗi gì mà nó không hiển thị những cái băng tần, cái độ rộng kênh ở đây, như là các kênh ở đây. Thì em sẽ nói qua nhé. Thì với những cái Wi-Fi 6 bây giờ ấy, thì nó đã hỗ trợ những cái kênh có độ rộng băng thông lên đến 160 MHz rồi. Đó, thì nó sẽ mang đến cho cái mạng wireless LAN của chúng ta có tốc độ nhanh vượt trội. Tuy nhiên thì cái độ rộng băng thông cao thì đi kèm với đó nó cũng sẽ dễ bị nhiễu hơn, dẫn đến những cái kết nối không ổn định. Do đó thì em khuyến nghị mọi người là nếu mà ở trong môi trường mật độ sử dụng không nhiều ấy, ít thiết bị thì có thể tăng cái độ rộng băng thông lên để mà trải nghiệm cái tốc độ cao. Còn đối với môi trường mật độ đông thì chúng ta chỉ nên sử dụng ở khoảng 40 MHz thôi để mà nó tránh nhiễu. Rồi, ngoài ra thì ở đây em cũng đã chuẩn bị một cái bản phiên bản EWC này. Anh chị có thể thấy là nhìn qua nó rất là giống với lại cái con controller C9800, nó không khác gì cả. Đó. Và đây lại là một cái giải pháp mà khi chúng ta không cần mở rộng mạng, dùng số lượng ít AP thì dùng rất là tiện lợi. Không tốn chi phí mua license, không tốn mua chi phí controller cứng. Đây là về dashboard nhé, còn về những cái tính năng anh chị có thể xem, ví dụ trong mục monitoring nhé. Nó có những cái tính năng này đúng không ạ? Trên controller C9800 cũng có những cái tính năng này, y hệt luôn. Hoặc là cái mục configuration này có những tính năng này ở trên C9800. Thì trong cái giải pháp EWC của chúng ta cũng có tất cả luôn ạ. Không bị hạn chế gì cả. Nó chỉ khác một cái phần, đó là về cái phần cứng. Thì controller C9800 nó sẽ có phần cứng tốt hơn. Do vậy thì cái số lượng AP cũng như là client mà nó hỗ trợ đồng thời thì nó sẽ nhiều hơn, rất là nhiều so với lại cái giải pháp EWC. Đó. Tuy nhiên thì khi mà sử dụng EWC ấy, Cisco có để ra thông số, đấy là những cái AP và mà hỗ trợ EWC sẽ có thể quản trị được lên tới 50 hoặc là 100 AP tùy thuộc vào từng mã cụ thể. Nhưng mà trên thực tế theo em khuyến nghị anh chị thì chúng ta chỉ nên quản trị dưới 30 AP với lại EWC thôi. Đối với những cái mã nhỏ như là C9105 hay C9115 ấy, còn nếu như mà chúng ta cần mạng sử dụng nhiều AP hơn khoảng 60 đến 70 AP thì chúng ta nên chọn những cái mã như là C9120 hay là C9130 để mà nó đảm bảo về cái mặt hiệu suất. Chứ chứ mà dùng tối đa theo cái thông số 50 hoặc là 100 AP này thì nó sẽ không đảm bảo được mặt hiệu suất trong thực tế đâu ạ. Đây là cái con số ở trong môi trường lý tưởng thôi anh chị nhé. Và giải pháp EWC thì nó cũng rất là tiện lợi khi mà nó hỗ trợ cả tính năng HA để mà dự phòng, tức là một AP sẽ là EWC dự phòng và một AP làm controller chính. Thì khi AP chính bị down, nó sẽ tự động chiếm quyền controller chính để mà mạng của chúng ta không bị gián đoạn. Đó, trên đây là toàn bộ cái phần trình bày của em, demo về cái giao diện của con controller C9800 cũng như là giải pháp EWC. Thì anh chị nếu mà có những cái câu hỏi nào cần được giải đáp thì cứ comment vào phần Q&A nhé. Bên em sẽ có chuyên gia giải đáp tất cả thắc mắc từ, từ lúc mà em trình bày đến giờ cho anh chị. Rồi, tiếp theo thì em xin nhường lời lại cho MC để chúng ta bắt đầu chương, chúng ta tiếp tục chương trình với lại cái mục khác ạ.
Vâng, em rất là cảm ơn cái phần trình bày của anh Ngọc. Thì tiếp theo đây Thu Trang xin phép chia sẻ trên màn hình mã QR code của Feedback Form ạ. Dạ vâng, ban tổ chức rất là hy vọng nhận được những cái phản hồi và đóng góp quý giá của anh chị để có thể hoàn thiện hơn chương trình, tổ chức nhiều hơn những cái hội thảo mang lại nhiều giá trị kiến thức tới cộng đồng trong thời gian tiếp theo. Anh chị có thể quét mã QR code trên màn hình bằng ứng dụng Zalo, hoặc là anh chị nào có sử dụng iPhone thì chúng ta có thể quét trực tiếp bằng camera điện thoại. Ngoài ra thì ban tổ chức sẽ điền sẽ gửi một cái link feedback form vào trong phần chat, các anh chị có thể tiếp vào để làm khảo sát ạ. Phiếu khảo sát thì sẽ được đóng lại sau khoảng 10 phút nữa, ngay sau khi kết thúc phần hỏi đáp Q&A của chúng ta. Các anh chị điền feedback form tham gia hội thảo từ 40 phút trở lên sẽ được tham gia mini game và quay thưởng lucky draw ở cuối chương trình. Và trong feedback form sẽ có cái phần phần ghi địa chỉ quà, thì mọi người vui lòng điền chính xác giúp em ạ. Sau hội thảo thì ban tổ chức cũng sẽ gửi những cái tài liệu của ngày hôm nay qua email mà các anh chị cung cấp trong feedback form. Chúng ta sẽ có 10 phút nữa đấy ạ. Dạ vâng, trong lúc mà các anh chị điền feedback form thì em xin phép chuyển sang góc hỏi đáp. Anh chị đã rất là nóng lòng nhận được những cái lời thì sau đây CNTT Shop sẽ trả lời trực tiếp những cái câu hỏi đã được gửi về cho ban tổ chức. Các anh chị thì đừng ngần ngại tiếp tục gửi câu hỏi trong mục Q&A và chat đi ạ. Rồi ạ, thì em xin phép trả lời câu hỏi của các anh chị nhé. Thì ở đây hôm nay rất là đông nên tương tác cũng rất là nhiều đúng không ạ? Em rất là vui vì là anh chị rất là hào hứng hỏi như thế này. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Thì anh Vũ Mạnh Tùng có hỏi là để sử dụng Wi-Fi 6E thì thiết bị đầu cuối cũng phải tương thích băng tần 6 GHz đúng không ạ? Và có tương thích ngược được không ạ? Có phát sóng cùng lúc 3 băng tần được không ạ? Thì anh Tùng ơi, băng tần 6 GHz trên Wi-Fi 6E vẫn chưa được cấp phép để sử dụng ở Việt Nam. Do vậy thì nếu anh có nhu cầu sử dụng Wi-Fi 6E thì anh sẽ chỉ sử dụng được ở băng tần 2.4 và 5 GHz như các bộ phát Wi-Fi 6 anh nhé. Vâng, và cái thiết bị đầu cuối sử dụng chuẩn cũ thì vẫn có thể kết nối tới Wi-Fi 6, 6E nhưng mà sẽ không được hưởng lợi nhiều từ các cái công nghệ trên Wi-Fi 6 và 6E. Do vậy anh cũng cần cân nhắc là để nâng cấp cái thiết bị của chúng ta lên Wi-Fi 6 nhé. Anh Tuấn có hỏi là Wi-Fi 6 có yêu cầu về cơ sở hạ tầng không? Vâng anh Tuấn ơi, Wi-Fi 6 có thể tích hợp vào hạ tầng mạng cũ. Tuy nhiên là do Wi-Fi 6 hỗ trợ băng thông cao tối đa lên tới 9,6 GB thôi. Do vậy là để đạt được cái hiệu suất tốt nhất thì anh nên nâng cấp hạ tầng switch bằng các cái thiết bị hỗ trợ cổng multi gigabit 2.5 hoặc là 5 GB anh nhé. Hoặc nếu có thể thì sử dụng các switch 10 GB là tốt nhất anh ạ. Anh Nguyễn Ngọc Phương có hỏi là nếu những cái thiết bị cũ thì có tương thích với Wi-Fi 6 không? Nếu được thì tốc độ có ảnh hưởng gì hay không? Vâng, em cũng vừa trình bày ở trên đó. Thiết bị đầu cuối thì sử dụng chuẩn cũ vẫn có thể kết nối tới Wi-Fi 6 và 6E bình thường anh nhé. Nhưng mà sẽ không được hưởng lợi nhiều từ các cái công nghệ nâng cao trên Wi-Fi 6 hay là 6E đâu anh ạ. Do vậy thì anh cũng cần cân nhắc để mà nâng cấp end device. Còn các thiết bị cũ thì vẫn có thể được hưởng lợi từ tốc độ nâng cao trên Wi-Fi 6 do Wi-Fi là mạng rửa xe. Nên băng thông càng cao, khi xe cho nhiều người thì các client cũng đạt được băng thông cao hơn các thế hệ Wi-Fi 5. Anh Giang Lê thì có hỏi là giải pháp EWC nếu mà dùng một AP làm controller thì có cần license không? Ưu và nhược so với controller là gì? Câu hỏi rất hay ạ. Cái giải pháp EWC này thì hoàn toàn không yêu cầu license anh nhé. Và với những cái hệ thống nhỏ tầm dưới 100 thiết bị
Theo thông số của hãng đưa ra ấy, thì anh có thể sử dụng EWC để tiết kiệm chi phí mua controller và license. Tuy nhiên thì thực tế sẽ phụ thuộc nhiều vào cái thiết kế mạng của chúng ta, nên là cái số lượng AP hỗ trợ cho EWC sẽ thấp hơn để mà đạt được cái hiệu suất tốt hơn. À, anh Giang Lê rất cũng tích cực hỏi ạ. Thêm một câu hỏi nữa từ anh Giang Lê, đó là hỗ trợ đến 1.000 client là trên lý thuyết hay là thực tế? Thực tế mà mình đang sử dụng 3802i trong spec, nó hỗ trợ lên đến vài trăm client. Mà khi số lượng ở tầm 40 client là thấy bắt đầu chập chờn và mất kết nối rồi. EWC hỗ trợ lên tới 2.000 client là trên lý thuyết và là số lượng tối đa trên toàn hệ thống ạ. Số lượng thực tế thì còn phụ thuộc nhiều vào cái loại thiết bị là gì, ứng dụng trong mạng là gì và cả thiết kế của hệ thống mạng nữa anh nhé. Như các cái vấn đề về channel, nhiễu sóng, băng tần hay là cả cái vị trí lắp đặt và cách lắp đặt nữa ạ. Nếu mà anh lắp các cái wifi quá dày hoặc là xung quanh có nhiều AP hàng xóm cũng phát wifi thì có thể gây nên cái vấn đề nhiễu đồng kênh. Nên mà khi lắp đặt cũng cần phải có cái khảo sát thực tế để đưa ra những cái phương án tối ưu nhất anh nhé. Vâng, tiếp tục là một câu hỏi của anh Giang ạ. 2.000 client này là tổng toàn bộ client đang kết nối vào tổng AP đang có trong hệ thống hay là 2.000 client này là tổng trên một AP? Vâng, 2.000 là tổng số client trên toàn bộ AP join vào một EWC anh nhé. Nếu cần cho nhiều client hơn thì anh có thể tách ra thành hai hoặc là nhiều EWC group để tăng số lượng client lên anh ạ. Và anh cũng cần lựa chọn các cái mã wifi có cấu hình cao như là C9130 hay C9120 để làm EWC master. Còn các AP thì anh có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu tại vị trí cụ thể. Anh Tuấn có hỏi là AP của Cisco có hỗ trợ controller cloud free hoặc dạng controller software cho khách hàng tự cài trên server để quản lý tập trung không? Vâng anh Tuấn ơi, anh có thể sử dụng software controller để cài trên các server ESXi, Azure, AWS, vân vân, nhưng mà sẽ cần mua license anh nhé. Free thì anh có thể sử dụng giải pháp EWC hoàn toàn miễn phí anh ạ. Anh Đông có hỏi là Cisco Wi-Fi 6 này khai báo được bao nhiêu SSID cho mỗi băng tần và nó cho chung tên SSID giữa băng tần 5GHz với 2.4GHz hay là không? Vâng anh Đông ơi, Wi-Fi 6 vẫn hỗ trợ phát chung SSID trên cả hai băng tần anh nhé. Số lượng SSID thì nó còn tùy thuộc vào dòng loại controller anh sử dụng là gì anh ạ. Ok, do mà thời gian có hạn nên là nếu anh chị nào còn câu hỏi chưa được giải đáp thì CNTT Shop xin phép là sẽ giải đáp với anh chị qua email nhé. Còn giờ thì em xin mời MC Thu Trang tiếp tục chương trình ạ. Dạ vâng, vì thời gian dành cho phần Q&A là có hạn, do đó là những cái câu hỏi mà ban tổ chức nhận được sẽ được tiếp tục trả lời qua email. Bây giờ thì Thu Trang xin phép chuyển đến phần cuối cùng rất là được chào đón, đó là mini game và phần lucky draw ạ. Dạ vâng, như Thu Trang đã chắc nhắc ở phần trước thì chúng ta sẽ có một cái mini game nho nhỏ với 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi sẽ trả lời trong vòng 20 giây. Người có câu hỏi chính xác càng nhanh thì càng nhận được nhiều điểm. Và phần quà của mini game đó chính là một chiếc đèn LED để bàn tích hợp với sạc không dây, một chiếc một pin sạc dự phòng và đế sạc không dây 3-in-1 và một chuột không dây full LED dành cho 3 người có số điểm cao nhất. Trước khi mà bắt đầu thì em có một vài lưu ý đặc biệt cho mình, đó chính là các anh chị vui lòng đặt tên tham gia game của mình bao gồm tên của anh chị kèm với lại tên của công ty để chúng ta có thể tránh nhầm lẫn, bởi vì có rất là nhiều người trùng tên với nhau đấy ạ. Em xin phép xem màn hình phần Kahoot. Vâng, phía trên màn hình đó là game pin ấy, các anh chị có thể quét mã QR hoặc em sẽ gửi link vào cho nhà mình để tham gia trực tiếp luôn ạ. Các anh chị vui lòng
thêm tên của mình kèm thêm tên công ty để chúng ta có thể phân biệt với nhau ạ. Em xin phép xóa những cái tên mà không hợp lệ ạ. Em đã gửi link Kahoot game của mình vào trong đấy ạ. Chúng ta có thể tham gia bằng một cái thiết bị khác mà không phải laptop để có thể sử dụng mạng nhanh nhất. Hiện tại thì đã có 54 người tham gia rồi đấy ạ. Ví dụ Nguyễn Đức Tâm. Anh Lê. Anh ơi vui lòng thêm giúp em. Anh Giang vui lòng thêm giúp em tên công ty của mình ở phía sau ạ. Để mình có thể phân biệt với lại những cái người tham gia khác ạ. Lê Hoa. Chị ơi, chị vui lòng thêm giúp em tên công ty phía sau này. Hải An. Nhà mình vui lòng thêm giúp em tên công ty phía sau để mình có thể phân biệt các những cái người tham gia với nhau ạ. Vâng, đã có 80 người tham gia rồi đấy ạ. Em sẽ chờ đến 10:25, nếu mà không còn ai tham gia thêm nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu game luôn ạ. 10:25 thì chúng ta sẽ bắt đầu nha. Đã là 10:23 ạ. Em sẽ chờ thêm một chút nữa. Anh chị hãy nhanh tay tham gia đi ạ. Con số hiện đang dừng ở số 81. Nếu mà không còn ai tham gia thêm nữa thì em xin phép bắt đầu ạ. Và chúng ta sẽ bắt đầu sau 5 giây nữa nha. Em xin phép đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Em xin bắt đầu. Dạ vâng, anh Đình Phú, anh Cường và anh Khanh hiện đang rất là nhanh tay trả lời đúng đấy ạ. Câu thứ hai, công nghệ Wi-Fi 6E được công bố vào năm nào?
các anh chị hãy thật kỹ lưỡng, bởi vì chúng ta trả lời đúng thì sẽ có điểm, còn sai thì chắc chắn là không có điểm đâu ạ. Dạ vâng, vẫn là 47 người trả lời đúng. Xin chúc mừng tất cả các anh chị. Dạ vâng, đã có sự thay đổi trong top 3 của chúng ta. Các anh chị hãy tiếp tục bứt phá trong những cái câu hỏi tiếp theo ạ. Đâu không phải lợi ích của 266E được đề cập. Phần này thì anh Ngọc đã trình bày ở phần trước rồi, mọi người còn nhớ không ạ? Hai, một, giờ. Dạ vâng, câu hỏi này có vẻ rất là dễ bị lừa. Chúng ta chỉ có 26 người trả lời đúng thôi ạ. Hãy cùng xem sự thay đổi trên bảng điểm. Dạ vâng, vị trí thứ nhất đã thuộc về anh Duy. Vị trí thứ hai là anh Tân. Vị trí thứ ba là anh Cường ạ. Các anh chị hãy cố gắng trong những câu hỏi tiếp theo. Hình ảnh này mô tả công nghệ nào? Lần trong một phần trình bày của anh Ngọc. Dạ vâng, đã có 28 người trả lời đúng. Có vẻ như là cái số người trả lời đúng đã giảm đi. Các anh chị hãy thật tập trung nhá. Dạ vâng, có anh Vương Duy đã vươn lên vị trí thứ tư. Chúc anh sẽ nằm trong top 3 trong những cái câu hỏi tiếp theo. Chúng ta đến với câu hỏi thứ 5. Đã đi được một nửa chặng đường rồi đấy ạ. Tốc độ tối đa của 266E chọn là bao nhiêu? Dạ vâng, đã có 30 người trả lời đúng đấy ạ. Có vẻ như là top 5 của chúng ta đang rất là giữ vững tinh thần. Em xin phép chuyển sang câu hỏi thứ 6. Băng tần 6 GHz hỗ trợ trên mạng Wi-Fi nào? Câu này đáp án rất là khó lường đúng không ạ? 5, 4, 3, 2, 1. Câu trả lời thuộc về Wi-Fi 6E. Dạ vâng. Top 3, 4, 5 của chúng ta đã có sự thay đổi rồi ạ. Những cái câu hỏi tiếp theo thì các anh chị hãy trả lời đúng thật là nhanh, bởi vì cái số điểm khi mà trả lời nhanh thì nó tăng rất là cao đấy ạ. Câu hỏi đúng sai. Khi tham gia mạng e-learning có phần license đúng hay sai? Câu này chỉ có 2 đáp án thôi ạ. Sắp về đích rồi, các anh chị hãy trả lời thật cẩn thận để giữ vững vị trí của mình nhé. Dạ vâng, chúc mừng 48. Anh chị đã trả lời đúng. Vâng, vươn lên vị trí thứ nhất, đó là anh Tân. Rất là chúc mừng anh ạ. Chúng ta đã đến với lại. Có vẻ câu này khá là dễ, các anh chị trả lời rất là nhanh đấy ạ. 5, 4, 3, 2, 1. Vâng, đúng như em dự đoán, có 45 anh chị đã trả lời đúng ạ. Chúng ta hãy nhìn sự thay đổi. Có vẻ như là top 5 của chúng ta vẫn được giữ nguyên. Dạ vâng, đã đến câu hỏi thứ 9 rồi đấy ạ. Còn 4 câu hỏi nữa thôi. Anh chị hãy nhanh tay ạ. Càng ngày càng khó đúng không ạ? We'll be right back.
vâng, đã có 38 anh chị trả lời đúng. Vâng, top 5 của chúng ta vẫn đang được giữ nguyên. Và đến với câu hỏi thứ 10, câu hỏi cuối cùng, thì các anh chị hãy thật cân nhắc khi lựa chọn nhé. Và top 3 của chúng ta sẽ rất là nhanh chóng được hé lộ thôi ạ. Đó là một câu hỏi có hai đáp án. Anh chị hãy thật cân nhắc ạ. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dạ vâng. Ở câu hỏi này thì chỉ có 15 người trả lời đúng thôi ạ. Để chúng ta hãy xem là top 3 của chúng ta có sự thay đổi nào không ạ. Dạ vâng. Vị trí top 3 thuộc về Lưu Duy. Và cuối cùng top 1 của chúng ta giải thưởng. Vâng, xin chúc mừng các em. Các anh chị đã nằm trong top 3 của chúng ta ạ. Dạ vâng, xin một lần nữa chúc mừng ba anh chị. Thì không để các anh chị chờ lâu thêm nữa, thì em sẽ tổng hợp những ai mà đã điền feedback form thì chúng ta có thể tham gia Lucky Draw ngay sau đây ạ. À, anh chị vui lòng đợi em một chút. Dạ vâng, có vẻ như là rất là nhiều. Thì các anh chị có thể, chúng ta còn không cả nhìn mấy tên của chúng ta ở đâu luôn ấy ạ. Nhưng mà nếu được thì các anh chị hãy giúp em nhìn qua một lượt xem là đã có tên mình ở đây chưa ạ. Top 3 tự dưng. Anh ơi, ở câu hỏi cuối cùng của mình thì đã có những cái người khác họ nhanh tay hơn nên là đã vượt lên top 1 đấy ạ. Dạ vâng. Nếu mà không còn anh chị nào có câu hỏi hay là thắc mắc gì nữa thì em sẽ tiến hành quay thưởng luôn ạ. Hy vọng là thành viên may mắn nhất của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ nhanh chóng được lộ diện. Em xin phép quay thưởng ạ. Dạ vâng, giải thưởng của chúng ta đó là một chiếc ba lô Sacoach thương hiệu Mỹ. Và chiếc ba lô đã thuộc về anh Ngô Khát Nghĩa, công ty cổ phần cung cấp máy chủ. Dạ vâng, chỉ có một giải thôi ạ, bởi vì CNTT Shop diễn ra rất là nhiều hội thảo chia ra các khu vực ba miền Bắc Trung Nam, vì thế nên là cái lượng giải thưởng sẽ có hạn. Anh Lucas, dạ vâng, em đã thấy anh rồi đấy ạ. Ngoài các anh chị may mắn nhận được cái phần quà trong chương trình mini game và vòng quay may mắn, thì tất cả những ai tham gia hội thảo ngày hôm nay sẽ nhận được một chiếc áo đi mưa cao cấp đến từ ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ gửi quà tặng đến những cái địa chỉ mà các anh chị đã điền trong feedback form. Và bất kỳ anh chị nào có những cái thắc mắc gì thì hãy liên hệ lại ngay với CNTT Shop.
Trân trọng cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình đến giờ phút này. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thu Trang xin gửi tới các anh chị lời chúc sức khỏe. Hy vọng là có thể tiếp tục đồng hành cùng với CNPT Shop và Cisco trong những cái chương trình và hội thảo lần sau. Cảm ơn các anh chị ạ.